tới lối cuối cùng chưa biết viết. Viết bên trong phòng bếp, trong cái bếp nhất thì cũng phải đần ra. Nhưng không sao, ai nói gì đâu, làm vì điều mình thích. Tất cả những thứ đó đều xứng đáng như vườn hoa. Tao muốn yêu, thì cũng yêu đó rồi. Hỏi lại chắc chưa chắc, chưa chắc là tôi mới nói rồi. Viết vào khung chat, hồ ghi chú để đâu đó coi. Nghĩ cảm giác ngồi lì đâu phía trong đêm có tiếc. Bước lên trời, bips. Ba chân hiệp sĩ đang feel you từng midstream. Hay rồi cười nhảy do thì kẹt ở bedroom. Muốn là hát, chưa học không biết cách đâu. Hít oxy cho áp giữa cánh đồng cỏ thì tao phải chết. Siêu nhân biến hình và bay như thiêu thân. Nơi nào có những nỗi sợ, nơi đó lại có thêm siêu nhân. Nghe như không hợp cũng đã chết sửa nhiều lần. Chắc là không, chắc là không sao vì nay mày nhiều dần. Chẳng ngừng nhận ra chỉ là mơ. Đời mình không đẹp như lá tờ. I rest my eyes to the sky. I don't just waiting by side. Mong đời mình như anh ban mai chợt hiện ở phía cuối con đường. Chỉ có một ước muốn nhỏ nhói được trở về tuổi thơ hôm nay. Vâng, leo lên cây tìm gì lạ và không phải là chiếc lá. Tôi kiếm những thứ mới mẻ hơn là kể ngày hôm qua. Vào bên trong ngôi nhà, chắc là không ai hả. Chỉ còn chiếc tivi đang bật thầy kể du ra. Bây giờ thì tao không buồn, trời mưa đang xuống. Xem tivi vui điên cuồng, ôi khủng long kia thèm muốn. Ba chiến hiệp sĩ người nhỏ chạy nhanh chân rời khỏi đám đen nuốt. Đưa tay kéo họ lao ra lớp hành cô đơn. Bạn đến từ đâu đấy, hành tinh không còn người. Sao lại trong tivi, tôi sợ họ chú ý. Vậy sao lại tin tôi, vì ta do người nghĩ. Tôi không phải đồ ngốc, phải người nghĩ thử đi. Tôi vừa nghĩ thử rồi, chắc chắn là như vậy. Tôi sợ mình điên mất, sẽ đi ngay. Lại bằng một chiếc đĩa, bằng một chiếc đĩa. Thế chẳng gì thú vị, thì cũng là người.